Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855 990 9000, 1855-990-9000 hoặc v247power.com. Hepatic giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashop com 1855 1855-855-5888. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. xin kính chào tất cả các khán giả của hệ thống Việt TV cũng như các thính giả của Việt Radio. Đây là chương trình chào bình minh với Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Phạm Ngọc Bảo. Good morning, quý anh. Phạm Cơ xin chào anh Bảo, chào anh Vũ Kiểm và chào quý vị khán thính giả của chào bình minh. Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả, chào anh Bảo và anh Cơ. Ừ, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được liệt kê một số tin chính của ngày hôm nay trước khi đi vào phần tin chi tiết. Hoa Kỳ lên đường chống dịch với lời kêu gọi của Tổng thống Trump. Các thành phố lớn hầu như tê liệt Bước đầu tiên chống dịch là đóng cửa các tiệm ăn và quán rượu trong 8 tuần lễ 6 quận hạt trong vùng San Francisco Bay Area ra lệnh Người dân đều phải ở nhà và không được ra đường ngoại trừ à, cho những trường hợp cần thiết Tiểu bang Ohio dời ngày bầu cử sơ bộ vào giờ chót Chứng khoán Mỹ Futures lên trở lại sau khi quá xa suốt trong hôm qua ngày thứ hai. Công ty Amazon mướn thêm 100.000 nhân viên để thúc đẩy giao hàng nhanh hơn vì số lượng khách hàng đột ngột gia tăng. Dân Hoa Kỳ lo sợ uh, vì coronavirus nên đã mua thêm súng và đạn để tự phòng thủ. Các biện pháp hỗ trợ cho công nhân nghỉ việc vì lệnh cấm tụ họp trên 10 người. Tỷ phú Jack Ma của công ty Alibaba tặng 500.000 bộ thử coronavirus và 1 triệu khẩu trang cho dân Hoa Kỳ. Tiểu bang New Jersey huy động lính vệ binh quốc gia phòng thủ và thúc giục dân chúng ở nhà sau 8 giờ đêm. Cruise ship Cardinal, uh, Carnival đã uh, cập bến Charles, uh, Charleston của North Carolina hàng ngàn du khách được lên bờ. Tổng thống Pháp ra lệnh cách ly dân chúng 15 ngày vì dịch coronavirus kể từ trưa nay, đồng thời hoãn bầu cử chính quyền địa phương đợt 2 để giúp người già Công ty Dollar General dành ri riêng thời gian cho người già đi mua đồ để tránh lây lan. Phi cơ Delta Airlines bị cô lập tại phi trường uh, uh, JF Kennedy vì có kẻ tình nghi bị nhiễm bệnh. Cơ quan y tế thế giới thúc đẩy mọi người hãy hãy um, cơ quan y tế thúc, uh, thế giới thúc đẩy hãy tìm người mắc bệnh nhiều và nhanh hơn nữa. Trung Hoa thất bại khi phóng hỏa tiễn trường trên 7A. Và Thế vận hội Tokyo 2020 thì sẽ hủy bỏ một phần và hạn chế nhiều phần. Tình hình Việt Nam thì có tình hình mới nhất về coronavirus và thành phố Sài Gòn ra lệnh thông báo khẩn tìm hành khách liên quan đến một cô gái nghi nhiễm coronavirus 19 trên chuyến bay của hãng Emirates. Kính thưa quý khán thính giả, bây giờ chúng tôi xin được đi vào phần tin chi tiết thì Hoa Kỳ đã bắt đầu chương trình chống dịch coronavirus theo lời kêu gọi của Tổng thống Trump. À, hiện tại thì chưa có một cái sự bắt buộc mandatory nào nhưng đây những lời đề nghị của Tổng thống Trump là thứ nhất là cần phải đóng cửa tất cả những à, những nơi tụ họp đông người và không nên có không nên tụ tập À, trên 10 người những người già và những người à, mắc bệnh à, thì nên ở nhà và kẻ có bệnh thì phải tự cách ly và à, ở trong nhà thì những kẻ ở trong nhà nếu mà có người có bệnh thì cũng phải cách ly với những người ở trong nhà. À, vâng, thì đó là cái biện pháp rất là cần thiết để mà đối phó trong cái giai đoạn này, tức là nó đang hoành hành ở trên toàn nước Mỹ. Tính cho tới thời điểm trưa ngày thứ hai hôm qua đó, thì trên toàn thế giới có 181.000 trường hợp. 7.113 ca tử vong riêng tại Hoa Kỳ, toàn quốc 50 tiểu bang và cả luôn cả những cái đảo mà thuộc về của Hoa Kỳ, lãnh thổ của Mỹ đó thì có trên 4.281 trường hợp được xác nhận là dương tính. Và có ít nhất cho đến nay là 74 trường hợp không biết là có tính cái trường hợp mới nhất của tiểu bang Texas, đầu tiên có một ca tử vong là một ông cụ 90 tuổi ở quận Maracaqui thì đó là cái con số mà tin tức giờ chót cho biết Texas chính thức đã có một trường hợp tử vong. Cho nên tất cả những cái điều này đó thì được cho là nó sẽ vượt qua những cái dự phóng của giới chuyên môn, họ đoán già đoán non là có thể nó qua tới cái cao điểm của nó xong rồi nó xuống và trong vòng khoảng thời gian mùa hè tháng 6 hoặc tháng 7 nó hết nhưng mà bây giờ có thể với tình hình này thì nói chung cái đại dịch nó có thể nó còn kéo dài cho tới tháng 8 hoặc có thể thời gian lâu hơn nữa. Cho nên một cái điểm mà Tổng thống Trump cũng có nói trong cái tweet hoặc là có nói tuyên bố trong cái chương trình gọi là họp báo hàng ngày để mà cùng thông báo cho nước Mỹ biết với lại Phó Tổng thống Mike Pence đó. Thì ông nói rằng Bây giờ cái tình hình tùy theo cái cường độ nó bộc phát ở từng mỗi tiểu bang. Cho nên chính quyền liên bang để cho chính quyền tiểu bang tự quyết định về những cái phương cách để mà đối phó với lại cái dịch hiện tại. Cũng giống như là tại quận Hess County. Anh Trương vừa mới loan trong bản tin buổi sáng tức là thẩm quán quận bà Hirago cũng đã cho biết là những cái tiệm hàng quán hoặc là những cái quán bar buổi tối không được tụ tập sinh hoạt, tuy nhiên vẫn được bán Togo. Và ngay cả thống đốc Rick Abbott của tiểu bang Texas cũng đã đưa đến những cái quyết định vô cùng là táo bạo chưa từng có trong lịch sử. Miễn cái kỳ thi lên lớp cái star test của hết cái niên học này. Và những em ở trong cái chương trình như là anh cơ nói ngày hôm qua tức là ở trong thành phần low income lợi tức thấp đó mà ngân quỹ của liên bang đã cung cấp cho tiểu bang để mà phục vụ những cái bữa ăn trưa thì bây giờ họ lại dùng cái phương pháp là gọi là cái cướp sai catering họ vẫn phân phát đồ ăn các em từ nhà bố mẹ trở tới đi lấy ở ngay cái trường học đó và lấy từ những cái xe đó xuống thì đó là một trong những cái mà có sự thay đổi và phải nói là xáo trộn các sinh hoạt hàng ngày tuyên cơ dạ vâng À, thì vấn đề mà hiện nay sợ dĩ mà tôi đoán là cái tình hình à, gây cấn này là nó có sự kết hợp ở giữa các nước bên à, liên âu với lại hoa kỳ bởi vì tất cả đều công bố những cái quyết định à, mạnh bạo như là cấm ra đường cấm tụ họp à, là đều cùng một lúc cả thành ra dân chúng nó đỡ phải hoang mang bởi vì người ta chỉ có Sở hại một lần thôi, chứ không phải là sở hại kéo dài một tuần Khi mà ngày này quốc gia này loan bảo, ngày mai quốc gia kia loan bảo Rồi ngày mốt như vậy nó làm rất là ồn ào Thì đây họ đã tính toán cho nên tất cả các quốc gia, các tiểu bang trong Hoa Kỳ Đều đồng loạt làm một lần sau khi mà ông Trump uh, ra lệnh Thì đó là một trong những cái ưu điểm hiện nay Và cái ưu điểm thứ hai, khi mà đồng loạt làm một lần như vậy đó Thì sẽ có, chỉ có cái sự sợ hãi phần đầu mà thôi rồi sau đó mọi việc sẽ quen dần đi và cái thứ ba là cái chuyện mà lo ngại nhất mà người ta đã đoán tức là cái vấn đề con số người bị nhiễm sẽ tăng lên rất là cao trong thời gian sắp tới chỉ vì cái test sắp sửa đưa ra cái test mà tiên đoán rằng để mà đoán được và để mà tìm cho ra những người mắc bệnh dương tính đó, thì dĩ nhiên là tới bây giờ đây nó vẫn chưa có vì người ta đã nói rằng là nồi trong tuần này thì sẽ có nhưng mà nửa tuần rồi tới thứ tư thì có thể có nhưng mà đến đến nay thì thấy con đường đó cũng phải, có thể phải hết tuần này thì mới có được cái test đó và khi có được cái test đó đó thì tất cả những cái người họ sẽ làm đài trà tức là làm rất là lớn mọi người đều đi xe đi xe drive thru hoặc là các bác sĩ sẽ cho những cái test đó mà cái test mới thì sẽ làm rất là nhanh và vì vậy cho nên cái số người đi tách ra sẽ rất là nhanh và con số đó sẽ lên rất là mạnh trong tương lai tại nước mỹ thôi còn tại các quốc gia khác thì người ta đã có cái test đó lâu rồi chỉ có cái nước mỹ này là có cái cdc rất là lôi thôi với cái thủ tục hành chánh rùa bò làm cho cái test mà của họ đưa ra đã chậm thì chở mà còn sai nữa thành ra giờ đây thì hoa kỳ phải tự hào đã tự hào là một cái nước tiên tiến mà lại đi sau nam hàng trong mấy cái chuyện cái test về virus này là một điều hết sức là tệ hại và cái đó là lỗi của người giám đốc của uh, cdc đó là nhiều người nói như vậy bạn tin nào cũng là kệ được chuyện đó và cho nên cái giờ này mà chưa có cái test đó tức là các con số còn lên rất là từ từ tuy nhiên các con số thế giới thì lên rất mạnh bởi vì sao thưa quý vị sáng hôm nay lúc tôi làm cái bản tin đầy hai lần cái lần đầu tiên cái con số mà lúc uh, 4 giờ sáng thì nó là 181.000 trên thế giới. Thì bây giờ đây đó thì con số đó đó là 170.000 trên thế giới thì đến lúc mà 6 giờ tối, 6 giờ sáng thì nó thành là 181.000 chỉ có 2 tiếng đồng hồ sau thôi mà nó lên 20.000. Và cái số người chết đó là 7.113 trên thế giới 6.500 từ lúc 3 giờ sáng mà cho tới lúc 6 giờ sáng là 7.113 người tức là nó lên rất là nhanh cái con số lên chóng mặt nghĩa là, trong vài ba tiếng đồng hồ mà thấy những cái báo cáo nó dồn dập như vậy thành ra rất là nhiều người lo ngại cái chuyện này. Tuy nhiên cái điều mà ít lo ngại nhất là cái tỷ lệ tử vong người chết so với người mắc bệnh thì rất là thấp cho nên cái điều đó làm cho người ta bớt sợ dĩ nhiên là cũng có sợ số so người chết nhưng mà tình hình họ tiên đoán trước là cái khi mà có cái test tại hoa kỳ thì sẽ rất là ghê gớm cho nên người ta đưa ra cái nỗi sợ trước đến khi mà cái con số đó lên thì người ta sẽ không có thấy còn lo ngại nữa hoặc là có lo ngại thì cũng là chỉ là những cái lo ngại mà nó dồn tức là để thôi. chuẩn bị tâm lý chuẩn bị tâm lý nếu trong tình huống nó dạ, là như vậy số người tử vong tăng bất ngờ thì họ đã biết trước là chúng tôi đã loan báo rồi. Dạ. 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 Các anh nói về cái việc là tại sao những quốc gia trên thế giới đồng loạt đưa ra những cái biện pháp và ở trong nước Mỹ những tiểu bang cũng đồng loạt đưa ra những cái biện pháp riêng của họ là bởi vì theo một bản nghiên cứu của đại học trường đại học Imperial College ở London thì họ đã đưa cái bản nghiên cứu của họ ra và cái bản nghiên cứu này đã được gửi tới Tòa Bạch Ốc cũng như là gửi đến cơ quan CDC. Thì theo cái sự nghiên cứu của họ đó, nếu, và cái chữ nếu đây có nghĩa là nếu không có làm gì, nếu không có những cái biện pháp quyết liệt, thì cái con số người chết ở Hoa Kỳ sẽ là 2 triệu 200 ngàn người nếu không có những cái biện pháp mạnh. Đó là lý do tại sao tất cả đều Uh, hiện tại bây giờ nước pháp thì họ nói là họ bắt buộc bắt buộc chứ không phải như hoa kỳ hoa kỳ chưa có bắt buộc nhưng mà pháp là bắt buộc phải ở trong nhà 15 ngày uh, ở bên ý thì chỉ có nội cái ngày chủ nhật đó thôi là đã, đã có khoảng 349 người đã bị thiệt mạng do đó là bây giờ tất cả những quốc gia trên thế giới họ bắt buộc họ phải làm họ phải có những cái biện pháp rất là quyết liệt ngay cả hoa kỳ thì uh, như anh uh, cơ nói là ở hoa kỳ là uh, tổng thống trump nói là tùy theo từng tiểu bang mỗi tiểu bang Uh, sẽ có cái quyết định riêng của họ đó là lý do mà tại sao uh, hiện tại bây giờ ở ở Houston Texas thì tất cả những nhà hàng tất cả những quán bar những cái night club những cái club đều bắt buộc là phải đóng cửa nhà hàng thì họ sẽ cho order to go À, những quán bar, những club thì đóng cửa. Chỉ có một chỗ nó chúng tôi nghĩ là nó chưa đóng cửa đó là cà phê sáng thì nó lúc nào 8 giờ nó cũng có bán cà hết. đó là cà phê giọt. <hết. cười> <laughs> Tụ tập chỉ có ba người đây có bảy chục người ở gần cả. Maximum là bốn người mấy anh. Mấy trăm người khác thì họ chỉ có nhìn thôi. <laughs> à, một cái điều nữa cũng là cần thiết để mà loan tin đối với lại cộng đồng của chúng ta tại đây. Ông coi như là Tổng giám đốc ông chủ của hệ thống chợ SAB -E yeah. cũng có xuất hiện lên trên đài truyền hình, cũng có lúc đứng kế bên ông uh, thị trưởng uh, Turner khẳng định một điều, cái kho hàng thực phẩm của chợ SAB -E cung cấp đủ cho quý vị trong thời gian này. Cái điều đáng nói ở đây là tại vì người ta sợ khủng hoảng thôi chứ còn cái mức độ mà khan hiếm hàng đó nó không tệ như là bão Harvey. Tại vì dù muốn dù không các phương tiện chuyên trở vẫn còn đi được. Bão Hoa Vi lụt lội xe tải không tới được. Chợ bị ngập, điện không chạy. Nó còn tệ hại hơn. Trong khi cái này tình hình, tức là các cơ sở vẫn quốc. Nhưng mà chỉ có cái tâm lý quần chúng quá sợ hãi. Và bảo đảm là thực phẩm sẽ vẫn còn, vẫn tiếp tục cung cấp. Họ chỉ thay đổi tạm thời cái giờ làm việc là tại vì nhiều người mua quá họ không có cung cấp hàng đủ cứ một ngày hàng ra buổi chiều vô là tất cả các kệ hàng đều trống hết. Thì buổi tối các nhân viên đặc biệt làm phụ trội overtime họ tới họ để sắp hàng. Vào trong tiệm để sáng cửa mở cửa ra lại lại hết hàng. Thì đó là cái tình hình chung. Cho nên bà thẩm phán quận và ngay cả thị trường Houston cũng đều nhắc đi nhắc lại. Đó là cái risk tương đối cho tới giờ phút này nó is low. Nhưng mà cái panic, cái sự khủng hoảng trong cộng đồng nó quá cao nó gây ra những cái tình trạng coi như là tương đối là bị hoảng loạn là như vậy. Dạ. dạ vâng, à, phát ngôn viên của phó tổng thống Mike Pence thì nói là hoàn toàn họ không có cái việc mà ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. À, tuần vừa rồi thì đã có những cái text message gửi ra và những người là gửi ra một người gửi ra cho năm người và năm người gửi ra tới 50 người, năm người gửi ra tới 500 người, rồi tới năm ngàn người. Đó là À, Hoa Kỳ sẽ ban bố lệnh giới nghiêm, National Guard sẽ đi ra gác cửa từng từng cái con đường và cấm mọi người ra khỏi nhà, tức là lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. Thì cái văn phòng của Phó Tổng thống nói là tin này không có chính xác, thì không biết chính xác hay không, hay là họ như thế nào thì không biết. Nhưng mà chúng tôi chỉ tường thuật là thứ nhất là có cái text message nó ra gửi đi cho tất cả mọi người, à, mà không phải tất cả mọi người trong cái circle đó thôi. Thành ra rất là nhiều người nhận mà cũng có một số người rất là nhiều người cũng không nhận được nhưng mà bây giờ chính thức thì phụ tổng thống của ông Mike Pence nói là đó là tin đồn thôi hoàn toàn chưa không không cái đó không không có phải là sự thật à, 6 sáu cái quận hạt ở trong vùng San Francisco Bay Area thì bây giờ họ nói là tất cả những người dân phải ở nhà không được ra đường ngoại trừ uh, trong trường hợp cần thiết đó là thí dụ như là mua đi mua thực phẩm đi mua dược phẩm đi mua thuốc và cái thời gian cô lập này họ sẽ kéo dài trong vòng 3 tuần Yeah. Mới, uh, thì dạ yeah, vâng yeah, thật nhanh thì đó là cái biện pháp mà được coi như là mạnh nhất nhưng mà vẫn có những cái gọi như là linh động những cái trường hợp mà cần thiết người đi làm các nhân viên y tế họ vẫn được đi ra ngoài cho nên cái San Francisco ra lệnh là đi ra đường một cách hạn chế không có cần thiết đó, thì đừng đi và cũng chính San Francisco là cái thành phố và là cái quận đầu tiên tuyên bố, declare là cái quận ở trong cái tình trạng county of emergency đầu tiên trên toàn nước Mỹ. Anh Cơ. Vâng, ở nè. New Jersey, người ta công bố rằng là à, dân chúng không nên ra khỏi nhà à, sau 8 giờ rưỡi và họ huy động về bên quốc gia à, để mà bảo vệ an ninh cho dân chúng. À, tại sao phải có cái việc như vậy? À, thưa quý vị, sợ gì có cái việc như vậy? Bây giờ đấy thì chưa có, nhưng mà tình hình nếu kéo dài thì có thể uh, sẽ có những cái sự việc hoang loạn uh, khi mà người ta đói khác. Ví dụ như uh, có nhiều người lâu ngày không có lương chẳng hạn, họ đói và họ đâm ra cướp giật chẳng hạn. Thì những họ hoặc là họ thấy người ta cái tình hình hỗn loạn, họ cũng panic, họ cũng đi cướp giật giống như là tất cả những cái vụ lộn xộn xảy ra mỗi khi có những cái chuyện lộn xộn thì thường xảy ra uh, cướp giật rồi bắn giết rồi phá cửa tiệm vân vân thì đó là những chuyện thường xảy ra khi mà có hoạn loạn và vì vậy cho nên họ dự trù rằng là nếu như con số người chết lên cao nếu như con số mà người bị bệnh lên cao và cái thời gian dịch bệnh này quá hai tuần chẳng hạn thì có thể là họ có những cái chuyện đó thì lúc bây giờ họ sẽ huy động về bên quốc gia để giữ an ninh cũng như một cái bản tin nói rằng là cái số người sắp hàng mua súng cũng rất là đông À, đông mà đến nỗi là người ta cũng phải sắp hàng chờ giống như là đi mua vậy đi cầu vậy thành ra nó cũng phải nói là tình hình à, gai gay cấn nhưng mà họ đã dự tru trước thành ra à, đối với theo ý của, của chúng tôi thì là một dân chúng không có không có nên hoảng loạn nên bình tĩnh thôi bởi vì con số phải biết trước rằng con số người bị dương tính sẽ gia tăng trong tuần lễ sắp tới khi mà cái thử test bắt đầu thì sẽ là là tăng lên rất là cao và cái số người chết thì dĩ nhiên người chết thì họ cũng bệnh thì họ chết thôi nhưng mà từ trước đến giờ chết vì không có cái test nó không biết chết vì cái gì thì bây giờ đây chết vì dương tính à thì cái đó là ghi vô sổ và sẽ tăng cao và người ta sẽ rất là sợ thì quý vị nên nh xin nhớ rằng là trước hay sau gì cũng vậy mà thôi cũng từ cái hiền tinh của đất nước từ của hoa kỳ bây giờ đang diễn tiến như vậy và nó sẽ tiến lên tiến lên từ từ như vậy thì chúng ta có sợ cũng vô ích thành ra nên bình tĩnh và nên để ý những cái chuyện xung quanh để mà đối phó chứ đừng có nên quá hoạn loạn. Dạ vâng, một điều mà hồi nãy anh Cơ và anh Kiểm có nói đó mà chúng ta thấy là chúng ta cũng cần phải nhắc lại cho nó rất là rõ là 181.000 người bị bệnh nhưng mà cái con số chết đó, thì nó không phải là cao. Yeah. Tức là nó không có đến nỗi khủng khiếp như, như, là, bên như tàu. là ở bên Tàu. <laughs> thì bị bệnh chúng ta có những cái thống kê đưa ra những cái con số người chết nhưng mà cái con số mà người bị bệnh rồi khỏi bệnh lại đó tức là là hết bị bệnh đó thì uh, ít nói nhiều ít nói đến nhiều hơn tức tức là à. bây giờ sáu mươi mấy ngàn người đã khỏi bệnh đã bị bệnh nhưng mà đã khỏi bệnh sau hai tuần à. là tự nhiên khỏi nếu không chết là khỏi thôi dạ vâng dạ. là, là chúng tôi nghĩ là những cái tin đó chúng ta cũng cần phải nói đến và đưa ra để cho chúng ta có thể chấn an mọi người dĩ nhiên cái tâm lý của của quần chúng tâm lý con người là ai cũng vậy hết thì khi thấy bị bệnh và thấy bị chết thì ai cũng phải hoảng sợ nhưng mà à. chúng ta nên nghĩ tới cái cái khía cạnh tươi sáng tích cực à, trong cái và thời gian này nhà báo thì thấy con số nào mà tao là cũng đều đọc hết <laughs> cái điều tích cực hơn nữa tôi cũng xin được nhắc lại và cũng cảm ơn người bạn đồng nghiệp của chúng tôi là anh cường phụ trách kỹ thuật khi mà chúng ta loan tin tổng thống trump tuyên bố là tổ quốc đất nước là trong tình trạng khẩn cấp tức là báo động cao nhưng mà chưa phải là tổ quốc lâm nguy đó đó là cái điều anh cười anh nói cái đó khi nào nói lâm nguy nó mới là tệ hại đúng không anh cường và anh bảo dạ, vâng. đang chúng ta cần đề cao cảnh giác thôi tuyệt đối là tối đa tại vì cái mức báo động lên cao nhưng mà tổ quốc chưa lâm nguy mới có coi như là state of emergency thôi Thank kêu anh cường và những buổi bản tin cà phê sáng cần những tiếng cười như vậy <laughs> nhưng mà cái việc uh, rõ ràng đó là những cái công ty thì uh, chính phủ họ khuyên là những công ty nếu có thể thì nãy để cho nhân viên làm việc tại nhà uh, và cái đó nó nó tránh được cái sự lây lan nếu mà tất cả chúng ta có những cái biện pháp quyết liệt là nhân viên của những cái công ty bắt buộc phải làm việc ở nhà họ không có cần phải vô sở làm rồi chỉ có kẹt một cái là cà phê sáng thì uh, thì thì uh, có thể làm việc ở nhà nhưng mà chào Bình Minh thì sao anh? chào bình minh có lẽ là không làm trên thực đó tế vẫn có thể thôi, làm được là đúng, <laughs> thôi. đúng rồi đúng nhưng mà tôi muốn nói đến vấn đề là nếu công nhân ở nhà thì có thể sẽ được trả lương mà chính phủ sẽ có thể cái là, đó dài anh lương. lát nữa mình thì có trở cái lại người mà 500 trăm ngàn à. cái cái công ty nào mà có tên năm trăm dạ. à. 500 500, người 500, 500 người trở lên đó à. thì thì mới không được lương thôi còn dưới 500 người thì có thể hình như là chính phủ hai tuần. giúp đỡ trong trường đó hai dạ. tuần dạ. Dạ. Vâng. ngày hôm qua là một ngày rất là tệ hại của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ à, cái điểm những cái điểm nó đã rớt xuống một cách thê thảm và cuối cùng thì Dow Jones đóng khoảng 20.188 điểm trong cái khoảng đó 20.000 bao nhiêu điểm có một thời gian à, chứng khoán nó lên gần tới 30.000 điểm của Dow Jones nhưng mà bây giờ thì nó nó xuống rất là tệ hại thì sau cái ngày thứ hai đó, mặc dù cho dù là uh, uh, Federal Reserve đã mang cái đã hạ cái tiền lợi thấp xuống từ 0% uh, phần trăm cho đến chấm 25% nhưng mà cũng không có uh, đủ để chấn an mọi người những uh, người đầu tư, thành ra chứng khoán Hoa Kỳ đã đã rớt rụng một cách rất là thê thảm. Tuy nhiên, cái stock future vào sáng ngày hôm nay thì tình hình cho thấy có thể nó sẽ khá hơn một chút, nó sẽ lên lại phải không anh Vũ Kiệt? Dạ vâng, thì <laughs> tin tức từ sáng sớm ngày hôm nay tức là khi mà họ nói cái stock future đó tức là từ tối ngày hôm qua họ đã tính là sáng sớm ngày hôm nay vào giờ mở cửa nó sẽ giao dịch như thế nào thì cái chiều hướng nó tốt uh, tăng được chờ đợi đó là trước đây khoảng một vài tiếng đã tăng tới khoảng 5% rồi tức là ở cái mức coi như là tương đối là tốt đẹp hiện tại đó là sáng sớm ngày thứ ba hôm nay thì khoảng cỡ trường đang tăng trên 800 điểm hoặc là gần ngàn điểm. Nãy giờ thì chúng tôi vẫn anh chưa có check chính xác là cái biểu thị của cái thị trường chứng khoán trao đổi ra sao. Nhưng cái điểm đáng nói ở đây đó là chắc chắn là giới đầu tư sợ cho nên chỉ trong vòng hơn một tuần thôi, chưa tới hai tuần. Ba lần thị trường chứng khoán phải thực hiện cái biện pháp gọi là cái circuit breaker. Giống như là mình trải điện ở nhà nhiều quá tự động nó ngưng chứ nếu không thì nó sẽ bị nổ cầu trì anh cơ. Dạ vâng, <laughs> à, thì tôi cái vì lâu quá tôi cũng à. chơi stock còn cũng không có biết là không có nhớ nhưng mà hình như là cái stock future à. À, tức là người ta trao đổi ngoài giờ. Trước à. khi thị trường mở cửa họ vẫn buôn bán như thường nhưng mà con số buôn bán đó không có ghi sổ cho đến cái lúc thị trường mở cửa thì người ta à, mới ghi vào sổ mà thôi. Thì đó là cái chỗ mà thị tr... cho nên họ coi con số future để họ đoán được rằng là thị trường buổi sáng sớm khi mở cửa thì nó sẽ như thế nào thì đó là cái tình hình thị trường thì cho thấy cái gì cũng vậy à, nghĩa là nó lên đến tuyệt mức à, thì nó phải xuống và xuống đến tuyệt mức thì nó phải bò lên tôi thành ra thị trường sau khi ngày hôm qua rơi thê thảm mà đến nỗi là cầu trì nộ luôn thì bây giờ đây cũng lên trở lại được chút lịch dạ vâng à, liên quan đến cái cái bệnh này đó thì thứ nhất là người ta nói là hiện tại bây giờ nó có thể ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 à, là bởi vì à, nếu mà trong cái tình hình mà những cái tháng tới những cái tuần tới những cái tháng tới tình hình nó càng ngày càng thê thảm thì đó là nó sẽ đưa tới cái sự nguy hiểm cho tổng thống Trump là bởi vì à, người ta nói là ngay từ lúc mà Trung Hoa À, bắt đầu có cái bệnh đó, tin tức nó đang dồn dập từ à, từ hồi tháng cuối tháng 12 qua đến tháng 1 và qua đến tháng 2. Thì à, Tổng thống Trump đã nói là cái đó là trò của đảng Dân Chủ và không có làm gì hết cho đến bây giờ. Thì à, bắt đầu trở tay thì có thể là không kịp nữa, nếu mà có hạn chế ngay từ tháng 1, tháng 2 thì không sao. Nhưng đó là nếu mà càng ngày càng thê thảm thì nó rất là nguy hiểm cho Tổng thống Trump. Nhưng nếu mà cái đại dịch này nó qua được, và mọi việc nó trở lại bình thường thì lúc đó tổng thống trump uy tín sẽ trở nên nó lại tăng cao lên và ông nói là thấy chưa dưới tài lãnh đạo của tôi mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua do đó chúng ta thấy là ông ông joe biden ông bernie sanders hiện tại bây giờ ông nào cũng đưa ra một cái chương trình để chống lại cái coronavirus để cho người ta thấy là dưới cái tài lãnh đạo an minh của họ thì mọi việc sẽ ok đó là cái chuyện mà hiện tại liên quan đến 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 bầu cử nhưng mà tiểu bang Ohio thì họ bắt đầu họ họ dời cái ngày bầu cử sơ bộ vào giờ chót tại vì đầu tiên á thì thống đốc họ ông của tiểu bang Ohio dời cái ngày bầu cử sơ bộ bộ nhưng mà tòa những ông chánh án cái một không có chịu rồi bây giờ thì cuối cùng thì giờ cuối cùng thì cái ngày thứ ba là ngày hôm nay của tiểu bang Ohio và một số tiểu bang nữa cũng rời cái ngày bầu cử sơ bộ. À, ngày hôm qua thì đã loan tin rồi hai tiểu bang mà rời trước đó là Louisiana và Georgia. thì trong ngày hôm nay là những cái tiểu bang sau đây có cuộc bầu cử sơ bộ tức là cái Super Tuesday à, lần thứ ba đó, Arizona này, Illinois, Florida, Ohio và Kentucky. thì Louisiana với lại Georgia đã là đã rời cho nên bây giờ ngày hôm nay thì còn lại trong tất cả những cái tiểu bang này thì tổng cộng là khoảng trên 500 phiếu đại biểu. Nếu mà trường hợp mà cựu Phó tổng thống Joe Biden, ứng cử viên uh, hiện tại với lại ông Biden của bên Đảng Dân chủ đó mà thắng được 3 hoặc là hơn 2 những cái tiểu bang mà có nhiều phiếu đó thì đương nhiên coi như là ông sẽ được đề cử, anh cơ. À, dạ vâng, thì uh... À, phải nói rằng là trong cái uh, cuộc bầu cử này ông Trump lúc đầu tiên thì ông nghĩ rằng là uh, cái cuộc cái vụ mà virus này không đến đâu cho nên ông không có để ý nhưng mà đến khi ông thấy rằng nếu mà cái vụ này mà nó bùng nổ ra mà đi xuống á thì đời ông tiêu tan cho nên ông mới bắt đầu uh, vào và ông rắc sắc mặt rất là nghiêm chỉnh vì nếu như cái vụ này mà nghiêm chỉnh như vậy mà thành công đó thì đương nhiên là công là về tay chàng thành ra thầy rất là yên chỉ trong cái vụ này cái mà tổng thống trump hiện tại đang sợ ở đây đó um, tin tức họ cũng bình luận rất là lý trí ở uh, chi lý là nó tác động tới kinh tế bây giờ cái thị trường chứng khoán nó rơi rụng một cách khủng hoảng như ngày hôm qua gần ba cái tác động về kinh tế đó nó về lâu về dài mới vực được và nó đã làm mất ít nhất là ba đời tổng thống khi mà những tổng thống mà coi như là hết cái nhiệm kỳ thứ nhất họ không có nhắc lại cái thời điểm kinh khủng nhất là cái cuộc đại khủng hoảng 1938 tức là ngay sau khi mà kết thúc đại nhất thế chiến chuẩn bị cho đề nghị thế chiến từ thời mà ông Roosevelt gần đây nhất tức là tính từ thời tổng thống Jimmy Carter ông bị mất chức vì cái cuộc khủng hoảng kinh tế vì liên quan tới cái biến động của Tehran ở bên Iran bắt cóc gần coi như là năm hơn 500 con tin của Hoa Kỳ phong tỏa nguyên tòa đại sứ Ông lúc đó là ông Reagan Là một người tài tử cao bồi hạng trung thôi Vô danh tiểu tốt Chỉ là thống đốc của tiểu bang California Nhưng mà kinh tế nước Mỹ họ đã thấy nó kinh khủng quá Bây giờ chờ đợi có một vị cứu tinh mới Đó là trường hợp Thứ nhất Gần đây nữa là Tổng thống George H. W. Bush Tức là Tổng thống cha đời 41 đó Mất về tay ông Bill Clinton là vì cái vụ lấn vào trong cái cuộc chiến sa mạc 1991. Bush con, cũng bị mất vì Obama là cũng vì cái cuộc khủng hoảng năm 1980 mà cái vụ mà GM mà khánh tận đó, anh cơ nhớ đó anh thì anh đó người ta, ta có nhớ? Đã, vâng. Thì Tôi được. nhớ là vụ ông Bút cha mà ông thua là là ông thua cái vụ là read my, my lips. lips, no new tax, đúng rồi. Nhưng không phải là ông thua cái vụ vụ vĩnh, vụ, vụ bên ông chiến thắng. Đúng. đúng. Nhưng, mà nhưng mà kinh ông tế như vậy Đã. ông xong nhưng mà <laughs> cái kinh tế nó suy đổi, nó suy đổi, đổi cho nên phải thuế. tăng thuế dạ, để ra. mà lấy dạ. lại cái mức ngân, thẳng dư ngân quỹ của quốc gia tổng thống đó. trump, tổng thống trump ấy, thì uh, không biết là ông khoe như thế nào nhưng mà chắc chắn một điều đó là ông đã khoe rất là nhiều lần hãy nhìn tới thị trường chứng khoán để biết tài lãnh đạo của tôi thì hãy bây giờ nói thị trường chứng khoán thì bây giờ cái thị trường chứng khoán nó rơi rụng như vậy thì không biết là là bởi vậy chúng ta mới nói rằng là, là cái coronavirus này nó có thể tiêu tan sự nghiệp chính trị của một trong ba người không biết yeah. là người nào, thành ra là người nào cũng tìm đủ mọi cách để để chứng minh là là họ có cái tài lãnh đạo. Nhưng mà vượt trong qua những được giai đoạn này. trong những cái tin uh, xấu thì cũng có một cái tin tốt đó là công ty Amazon mướn thêm hơn 100.000 nhân viên để thúc đẩy cái việc giao hàng thì chúng ta thấy là nếu mà người ta không đi ra mo được tất cả những cái chỗ mo mà để cho cho người ta tới mua sắm thì bây giờ cái giờ đóng cửa cái giờ mở cửa nó đã bị giới hạn nó mở cửa ngày thường thì từ ở ở ở Houston thì bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 6 7 giờ chiều là đóng cửa rồi giới hạn cái giờ để người ta tới mua sắm ngày cuối tuần thì 11 giờ tới 6 giờ chiều họ họ giới hạn rất là nhiều thành ra là người ta không ra ngoài được người ta bắt đầu người ta phải đi mua hàng mua hàng ở online chứ không có mua hàng là uh, đi tới mò được thành ra là uh, Amazon đã bắt đầu họ mướn thêm rất là nhiều người và hiện tại nhân viên họ làm không đủ do đó nhân viên họ được tăng lương hai đồng một người phải không anh dạ, uh, Phạm Cường dạ, tạm thời cho tới uh, cuối tháng tư và đây là những nhân viên làm việc cho các kho hàng tình anh bảo nói người ta mua qua internet ồ ạt tức là cần thêm một cái số lượng nhân viên là khoảng 100.000 người ngàn người nữa Ngoài, ngoài Amazon những cái cửa hàng đó họ còn làm chủ luôn cả một cái hệ thống chợ Whole Foods Thành thử ra họ rất cần nhân viên trong thời điểm này Vâng thì họ còn nói rõ là người, nhân viên nào đang thất nghiệp thì họ sẵn sàng uh, bước Tại vì họ cần đến 100 ngàn cho nên ừ. họ vướng rất là rộng rãi Thành ra đừng có uh, lo ngại gì cứ việc nộp đơn thôi Dạ yeah. vâng ừ rồi chúng ta đã nói đến cái việc mà những công ty thì theo chính phủ họ yêu cầu là nếu mà được thì những công ty cho nhân viên ở nhà không có làm việc uh, ở tại hãng để tránh lây lan nhưng mà nếu mà làm việc ở nhà thì uh, thông thường thì những công ty đó họ sẽ trả lương nhưng mà bây giờ những cái người bệnh mà ở nhà thì bệnh đó, thì uh, cái luật mà về family act uh, cái, cái 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 luật mà cho những người bệnh ở nhà để được trả tiền hay không đó nếu mà họ bị bệnh họ 3 ngày, 3 tuần họ ở nhà và không có đi làm được thì họ có được trả tiền hay không? Đó là cái việc mà người ta đã nói đến. Rồi bây giờ nếu mà Quốc hội đã không phải nếu mà Quốc hội thì đã thông qua cái ngân sách 8.3 tỷ nhưng mà sẽ có cái ngân sách mới để giúp cho những công ty hoặc là giúp cho những nhân viên bị bệnh cái tiền khám bệnh hay là cái tiền chữa trị bệnh Uh, hay là cái tiền phải thích bị bị nằm ở nhà bởi vì bệnh thì có được uh, uh, cho hay không và người ta nói đến tổng thống trump cũng nói đến cơ quan sba sẽ cho những tiểu thương những cái công ty nhỏ bây giờ chúng ta thấy nhà hàng uh, không có mở cửa uh, chỉ có bán đồ to go thôi thì cái lợi tức nó sẽ bị rớt xuống rất là nhiều và họ có thể không đủ tiền để trả tiền thuê nhà trả tiền nhân viên trả tiền điện tiền nước thì họ có thể đi mượn tiền của chính phủ với cái Uh, mới với cái 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 thời Vân gian trả dạ. là Vân lời thì chắc chắn là nó phải Không là thấp rồi, dạ. uh, nhưng mà cái thời gian họ có thể lên đến nhiều năm cũng như giống như là mua căn nhà để trả góp 15 năm 30 năm vậy đó là những cái gì mà họ nói chúng ta uh, họ đây có nghĩa là những người làm việc ở Washington DC và chúng ta phải chờ đợi cho đến khi nào cái luật nó đưa, đưa ra, ra. Dạ. thì chúng ta mới biết là những cái chương trình gì có thể uh, giúp đỡ cho những người công nhân nghỉ việc nhưng mà yeah. có một cái việc mà mình thấy là 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 là, là chắc chắn là cái việc anh vụ Kiệp Loan đó là thứ nhất là uh, trẻ con ở nhà mà những cái trẻ con mà phù và uh, ăn ăn cái tiền ăn trưa do chính phủ đài thọ thì chính phủ vẫn tiếp tục đài thọ nhưng mà những trẻ con ở những cái gia đình đó đó thì nếu như trẻ con ở nhà thì phải thuê người giữ trẻ thế thì cái sai kia đó là có thể chính phủ cũng sẽ tạo thành ra uh, nếu quý vị phụ huynh ở trong cái hoàn cảnh đó đó thì chắc tôi nghĩ rằng là có vẻ liên lạc với là sở xã hội để gọi xem trường hợp đó có được hay không bởi vì ăn trưa đã cho, đã cho rồi thì bây giờ đây nó ở nhà mà bắt buộc phải đi làm thì phải gợi nó đi nhà trẻ thì ai chịu cái tiền đó dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà cái chi tiết là các hãng xưởng mà trên 500 nhân viên sẽ không được hưởng cái quyền lợi này đó. Yeah. Là một cái tin một cái chi tiết quan trọng mà tôi cũng xin được nhắn với lại cái mấy anh em bạn của tôi trong cái nhóm thân hữu đánh tennis cuối tuần đó tại vì cuối tuần vừa đã có hai ba người hỏi. Mấy anh cũng làm thờ tiện thờ máy đại khái thôi nhưng mà nghe tại cũng nói là nghe đồn. Hãng mà coi như là 50 nhân viên hoặc là dưới 50 nhân viên người thì nói trên người thì nói dưới sẽ không được hưởng cái này phải không? Bây giờ chính xác thì các anh tôi biết là có một số đang đi làm giờ này thì nên nhớ trên 500 nhân viên, nếu anh nào làm một cái hãng lớn trên 500 nhân viên sẽ không được hưởng cái quyền lợi này Và điều quan trọng nữa, không phải là anh thấy vậy là anh kêu kháo bệnh anh ở nhà anh hưởng hai tuần đâu Anh phải bị bệnh, bị thiệt, đó đó ở là bị điều bị quan trọng của anh đến Corona, Corona. Yeah. không có khai gian được, không ra nói dối được với lại nhà nước <laughs> Đã. vâng thì uh, trong cái uh, những cái trường hợp này thì chúng ta thấy là có những cái tấm lòng nhân đạo ở trên internet thì họ đã có cái chương trình quyên góp có một người đã nói là bây giờ họ tặng 100 đồng cho hai chục người và và hy vọng họ kêu gọi là những người khác cũng làm những cái cử chỉ đó là bởi vì những người không có tiền ở nhà uh, công ty những người waiter waitress ở nhà uh, bởi vì uh, nhà hàng của họ đóng cửa thì họ phải ở nhà họ không có tiền Thành ra là họ sẽ cần những cái sự giúp đỡ. Thì ông tỷ phú Jack Ma thì ông cũng có tấm lòng hào hiệp. Ông gửi qua bên Hoa Kỳ, ông gửi một triệu cái khẩu trang Made in China. Vâng, vâng, chắc chắn như vậy. Và tặng 500.000 cái bộ thử cái bệnh coronavirus. Nhưng mà điều đặc biệt đó là CDC họ không có chấp nhận cái cái kit mà thử của cơ quan y tế thế giới WHO họ muốn ngoài luồng tức là, là đúng rồi họ, họ không muốn, muốn. có cái, cơ, cái cái đồ thử cái test của test Mỹ kit của họ đúng, đúng chứ mà. không phải là của những cái những cái nước ngoài hay hoặc là của cơ quan y tế thế giới thành ra cái 500 bộ test 500 à, ngàn, ngàn bộ test này không Đấy biết gì? là gửi qua rồi uh, CDC có cho uh, dân chúng thử hay không CDC sẽ cho để ông tâm ra lần thì tức là nó có những cái tiêu chuẩn riêng của từng cái cơ quan của nhà nước thì cái chuyện đó mình không muốn nói tới nhưng mà đây là cái trường hợp đúng là bánh ích đi bánh quy lại khi mà cái vụ bên vũ hãn nổ ra thì chính hoa kỳ đã tặng cho bên phía trung hoa bảo trợ giúp một trăm triệu đô la ngay tức thì vào ngày mùng bảy tháng hai thì ngoài ra đó, ngoài ông Jack Ma thì còn có cả vợ chồng và cái foundation từ thiện Bill and Melinda Gates rồi Amazon, Microsoft họ cũng đều là có cái hành động rất là nghĩa cử như vậy cơ ở bên uh, uh, Anh thì dân Anh họ biểu tình để kêu gọi thủ tướng cái uh, chống coronavirus mạnh hơn nữa là bởi vì họ nghĩ rằng thì là chưa đủ mạnh và như chúng tôi đã nói là cái bản nghiên cứu của Imperial College cho thấy rằng là nếu không có cái sự quyết liệt trong việc ngăn chặn cái sự lây lan thì cái con số người chết trên thế giới nó sẽ kinh khủng lắm thành ra là dân dân họ anh họ biểu tình họ yêu cầu ông Boris Johnson cần phải cách ly dân phải có một cái biện pháp rất là quyết liệt ở đây là cái cơ hội ngàn năm một thỏi cho ông giải quyết vấn đề Brexit xong rồi bây giờ thử coi cái tài cán lãnh đạo của ông như thế nào trong đối phó với trường hợp này anh cơ vâng uh, mọi chuyện đều là 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 những cái chuyện mà ông thấy cần làm thôi thì ông uh, rõ ràng là ông Boris Johnson đã lên uh, sân khấu và cũng đã tuyên bố là sẽ có cách ly đồ này nào cái khác dạ vâng tổng thống pháp thì ông ra lệnh như chúng ta đã nói đó ông ra lệnh cách ly dân chúng 15 ngày vì cái dịch coronavirus thì ngày xưa chúng ta biết liên âu họ họ muốn có một cái cái liên âu tức là tất cả những cái quốc gia hợp chung với nhau sẽ không còn cái biên giới của liên âu và sẽ xài đồng đã, đã xài đồng tiền chung tức là một cái khối uh, để cho uh, của của liên âu thì nhưng mà bây giờ với cái dịch coronavirus này thì À, nước nào cũng lo đóng cửa biên giới, không <laughs> còn cái chuyện mà gọi là 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 chung với nhau nữa hết thì đó là cũng là một cái điều nó đó rất sự thật đau lòng đó là một cái sự thật rất rất, rất là đau lòng. Thưa <laughs> anh cái cái chuyện ông ông Macron là ông ra lệnh là, là là ở nhà coi như là ông đưa luôn là quân đội đi vào để mà giữ à, an ninh cho Paris nữa, còn trong khi theo hiệp định Schengen thì mọi người đều được đi lại tự do nhưng mà nước Đức không chịu rồi nước Đức bây giờ đóng cửa biên giới và xoát tất cả những cái người giấy tờ hết và không cho những người nào đi vào đi ra trong khi đó thì Canada cũng đóng cửa biên giới à, ngoài trừ Hoa Kỳ tức là người Hoa Kỳ có thể đi qua Canada đi về nhưng mà các nước khác thì họ không cho đi nữa. Dạ yeah. Dạ yeah. yeah, Vâng, à, công ty chúng ta thấy cái cái bệnh uh, dịch như vậy đó thì những người già người lớn tuổi thì có cái nguy cơ bị bệnh mà nếu mà bây giờ những người già đi ra ngoài à, mua đồ à, đi chợ mà lẫn lộn chung với tất cả những người khác thì cái cơ cái 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 xác suất mà bị lây lan thì nó có tăng lên thành ra công ty Dollar General họ dành riêng cái thời giờ à, thời gian cho người già đi mua đi shopping tức là À, họ để được uh, có một cái cái window nào đó tức là một giờ, là, sáng một giờ buổi sáng dạ. anh giờ dạ, buổi sáng sớm anh sớm khi họ mở cửa vì họ mở cửa 8 giờ thì từ 8 giờ đến 9 giờ là dành cho người già dạ. bên úc cũng họ cũng làm như vậy thế cụ cơ có đi thử chưa dạ không em không có gì phải mua hết tại vì em rất là đơn giản em chỉ ăn cơm chay <laughs> với nước mắm mà thôi <laughs> <laughs> à, một chuyến bay của uh, của công ty Delta Airlines đã bị cô lập ở phi trường JF Kennedy uh, vì uh, bởi vì có một cái người tình nghi uh, bị uh, mắc cái bệnh uh, covid 19 thì cái người này cũng rất là đặc biệt uh, cái người này thông báo cho phi hành đoàn biết là có thể họ đã bị uh, uh, cái người này đã bị lây nhiễm thành ra là cái máy bay nó, nó nó ngừng nó không có kết cánh phải không ạ? Dạ vâng tôi tôi đoán thân... là cái ông này ông được điện thoại cho biết rằng người ta điều tra ra là ông có nói chuyện hay là có tiếp xúc với một người nào dương tính đó cho nên cái người dương tính đó họ khai ra họ có nói chuyện với ông này và do đó thì cơ quan y tế đã điện thoại cho ông và khi đó ông đang lên đường ông đi nơi khác ờ, giống như là business vậy đó thì ông mới điện thoại ông mới bảo cho phía em ông biết rằng là tôi vừa có cái điện thoại nói rằng là tôi có dương tính với tôi có tiếp xúc với người dương tính thành ra quý vị nên cẩn thận thế thì dĩ nhiên là hành uh, đoàn họ phải gọi cho những nhân viên y tế của uh, đặc biệt của uh, các hãng máy bay, thế người nhà hãng bay ra lệnh là chuyến bay đó ngừng lại uh, cho ông này ở lại, rồi tẩy uế tất cả trên phi cơ, xong rồi mới cho hành khách lên lại và đi. Yeah. Dạ vâng. Ở cái, cái chúng ta nói đến những cái uh, du thuyền, cái những cái cruise ship, <laughs> thì bây giờ có một cái tin về cái cruise ship, Carnival Sunshine thì cái du thuyền này nó đã được cập bến Charleston ở tiểu bang North Carolina. Cái điều đặc biệt ở trong cái tin này đó là là khi mà cái du thuyền nó cập bến đó, thì những hành khách họ, những du khách là những người đó họ đã xuống cái thuyền lên đất liền. Nhưng cái điều đặc biệt đó là một số người nói rằng là họ đã được lên tự do, không có bị test, không có bị chặn lại để khám để xem coi họ có mang họ có được có có bị uh, dương tính với với virus hay không. Như vậy cái trường hợp mà chiếc du thuyền hôm qua mình có đề cập trong chào bình dạ. minh đã cái brima bây giờ không được cặp ở florida bây giờ đi đâu rồi? Bây giờ nó cặp ở cuba. Anh. ở cuba dạ. vẫn không được cập cho phép. ở bahama. Dạ. không phải là ở uh, florida. Đó, dạ. nhưng dạ. mà không được cặp ở bahama thì chiếc đó nó qua cuba và dạ. cuba cho nó cặp xuống để cho nó di tản những cái người trên đó về về quê hương của họ. Còn cái chiếc cái chiếc đó là trên tàu nó có cái người dương tính, còn cái chiếc mà Carnival này đó thì trên tàu có những người sốt thôi nhưng mà họ đã cách ly được hết rồi và không có người nào dương tính cả, cho nên khi họ xuống tàu thì trước khi họ xuống tàu thì họ được đo nhiệt độ rồi mà mấy cái người xuống dưới tàu rồi thì không thấy ai đứng trên cạn đứng trên cái bến tàu mà đo nhiệt độ cho nên họ thắc mắc nhưng mà những người khác nói đang đã đo trên tàu rồi thì thôi xuống dưới tàu còn đo gì nữa thành ra đó là cái chuyện hiểu nhầm nhau mà thôi nhưng mà ở sạc sân thì có nhiều họ giải quyết được chiếc tàu này và nói chung thì uh, hoa kỳ đã ra lệnh cho cái hãng cruise ship là đóng cửa ba chục ngày từ thứ sáu tuần trước tức là coi như là trong một tháng nữa là sẽ không có cruise ship nào đi hết yeah. Anh muốn đi uh cruise cũng không được nữa. Dạ không được tại vì hôm đó hôm thứ năm chứ phải thứ sáu hôm thứ năm thì ở Miami có một chiếc tàu Norwegian Cruise Line là LCN đó nó lên tàu rồi sửa soạn rơi bến thì có lệnh rằng là xuống tàu xuống tàu Và <laughs> mọi người phải xuống tàu hết bởi vì chính phủ cầm không cho cruise ba chục ngày cho nên họ xuống tàu và phải đi máy bay về nhà dạ vâng thế vận hội quốc tế Olympic là cái chương trình 4 năm một lần Uh, thì cái đây là một cái chương trình để cho những quốc gia gắn liền với nhau hơn những uh, lực sĩ có cái cơ hội để uh, thi tài thì thế vận hội uh, năm 2020 sẽ được tổ chức ở bên Tokyo tuy nhiên với cái tình hình uh, của coronavirus uh, hiện tại thì cái thế vận hội đã phải hạn chế rất là nhiều phần và họ hủy bỏ uh, một số phần thì đó là cái tin mới nhất về thế vận hội của Tokyo năm 2020. Dạ vâng, thật nhanh thôi thì theo như là lịch đó, thì cái lửa để mà thắp đuốc thế vận hội sẽ tới Nước nhật vào ngày 20 tháng 2 và sau đó ngày 20 20 26 tháng 3, tháng 3 dạ, dạ, dạ tới Fukushima vào ngày 26 tháng 3. Dạ Đà vâng, họ tới 20 tháng 3 à, tức là bây giờ là chưa tới. Dạ. tới ngày hôm 6 tháng 3 thì họ sẽ tới Fukushima rồi họ sẽ đi các cái thành phố khác ở trên Nhật à cho đến khi mà tháng 7 tức là cuối cùng thì họ rước về tới tokyo thì dĩ nhiên hành trình thì dài nhưng mà người ta vẫn phải nghĩ rằng là tokyo sẽ có thể vận hội cho nên họ cứ làm và họ đơn giản hơn họ tránh lây lan thành ra những cái tiểu bang nào những thành phố nào mà có lây lan thì họ sẽ không đến hoặc là họ chỉ đi ngang thôi và họ không cho tập học và cái nơi nào yên tâm thì họ vẫn bình tĩnh vẫn cho những cái người làm tuy nhiên thì khi đến và cái nơi đầu tiên xuất phát có thông thường thì họ làm lệ rất lớn là Fukushima là nơi xảy ra cái vụ tai biển uh, về vấn đề uh, kêu là tsunami và hư cái, và cái nhà, nhà máy điện hạt nhân nơi đó thì nơi đó là dự trù sẽ rất là lớn để mà làm lệ thì họ hủy bỏ cái buổi lệ đó tức là không cho tụ tập chắc cái vùng đó cũng gần vùng có dịch thành ra nhưng bây giờ thì Nhật Bản với là Nam Hàn tương đối là cái dịch nó tạm yên chỉ có là châu Âu và châu Mỹ châu Âu thì chỉ có Hoa Kỳ thôi à, Châu Âu là châu Mỹ chỉ có Hoa Kỳ thôi Còn về phía Nam Mỹ thì họ sống trong một cái bản cầu khác à, Nhiệt độ của họ nóng cho nên họ rất ít có coronavirus Chỉ cái nơi lạnh Bắc Mỹ mới có mà thôi Chứ còn Nam Mỹ là với Trung Mỹ là gần vùng xích đạo là thành ra họ không có có coronavirus đâu Họ có thì có rất ít dạ. Được không? à, 7 giờ 55 phút đến đây chúng tôi xin được uh, chấm dứt chương trình Chào Bình Minh Xin uh, trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và xin hẹn lại với quý vị vào sáng ngày mai cũng từ 7 giờ đến 8 giờ. VinaShop 1855 855 5888 1855 855 5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855 855 5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1855-855-5888 chất giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan Vinashop TV.com 1855-855-5888